mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài chơi tab guitar, bài bài gì nhỉ? Bài You Are The Reason nhé. Thì cái bài này mình chỉ làm một đoạn thôi. Đó. Nếu các bạn muốn bản full thì mình sẽ làm tiếp cho các bạn bản full. Thì mình chỉ làm một đoạn thôi. Các bạn xem nhé, bây giờ mình sẽ mở cái bài lên nhé. Mình sẽ chơi tab trên guitar. Trong clip này mình có hướng dẫn cả cách soạn cái bài đấy luôn. Bây giờ các bạn có thể xem qua đây, mình đang mở cái phần mềm lên này. Đây là cái bài mình đã làm rồi. Đó. Guitar tab, You Are The Reason. Đó, ok. Các bạn đợi chút, mình mở thêm cái này. Thì cái bài này nó là nhịp 6-8 các bạn nhé. Bài này nó là nhịp 6-8. Bài này nó là nhịp 6-8. Đấy. Thì chúng ta soạn thế nào cho nó hợp lý. Ở đây nó là, mình sẽ viết hợp âm vào đây cho các bạn xem nhé. Đây là Đô này. Đô này. Đây là tiếng này, tiếng guitar. Tiếng C. A, M. Cho cái hợp âm vào đây để nó nghe nó có, các bạn nhận rõ được, nhận rõ phách mạnh của nó. Chúng ta thử nghe xem nó sẽ rõ hơn cái phách mạnh vào đây chút. Đó, đây là tab của guitar. Nếu các bạn muốn chơi thì các bạn cứ mang về chơi thôi. Inbox mình sẽ gửi cho, mình sẽ gửi cái tab này cho các bạn. Chứ ở trên YouTube mình không gửi cho các bạn được, phải riêng cơ. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để phát triển hơn. Các bạn đợi chút nha, để mình cho các bạn nghe bản tab này. Tất nhiên là ở trong này thì cái tiếng MIDI thôi nó sẽ không hay bằng cái tiếng thật, guitar thật. Mình sẽ có clip làm tiếng guitar thật cho các bạn luôn, ở trong này luôn, trên này luôn, các bạn có thể xem qua. Đợi chút, mình làm hết hợp âm vào đây đã. Đây là âm F, G. Các hợp âm này các bạn biết rồi đúng không? Cái này quá dễ rồi. Cái phần mềm này mình thấy nó khá là đầy đủ, không thiếu gì cả. Làm được tab, làm được soạn được bản nhạc, soạn được phối khí được các thứ. Thì chúng ta thử nghe câu đầu xem nó như thế nào nhé. Mình cho cái tốc độ cái này chậm xuống. Bài này tempo tầm 40 thôi các bạn nhé. Để tầm 40, 39, 40 thôi, bởi vì nó khá là nhanh. Bốn cái hợp âm này nó là phách mạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Đó. Vào bài đấy, đoạn này là vào bài. Ok, đợi chút nha để mình sửa cái này. Rồi mình viết tiếp hợp âm vào đoạn này cho nó xong đi đã. Các bạn, mình viết hợp âm vào đây để làm gì? Để các bạn nghe nó dễ nhận ra cái phách mạnh hơn, các bạn dễ tập hơn. Đó. Chứ thực tế mình không viết hợp âm vào thì nó đỡ rối hơn. Các bạn đừng để ý cái hợp âm này nhá. Các bạn chúng ta, nếu các bạn không nhất thiết phải chơi cái này, nếu các bạn chỉ muốn đệm bài này thôi thì các bạn dựa vào cái hợp âm này. Còn chúng ta chơi cái phần này chúng ta không để ý với cái này, hợp âm chúng ta nghe thôi. Hợp âm là để chúng ta nghe, để chúng ta nhận ra phách mạnh thôi các bạn nhá. Ok. Đợi chút, viết hết vào đã. F. Mình cũng đã có clip hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này rồi đấy. Nó cũng vui phết.
Bạn nào muốn biết chi tiết thì mình sẽ tiếp tục hỗ trợ. Cái bài này mình soạn không không hết các bạn nhé, không hết, chỉ là soạn một đoạn thôi. Đó, soạn một đoạn thôi. Bạn nào muốn soạn mình soạn hết thì hãy thông báo mình nhé, mình sẽ soạn cho free luôn, mình đảm bảo mình sẽ chia sẻ kiến thức với các bạn thôi, mình không dám là dạy các bạn mà mình chỉ chia sẻ thôi. Mình tìm hiểu được gì thì mình chia sẻ cái đấy thôi với các bạn thôi. C G, chúng ta ấn kích vào nốt này, chúng ta ấn Ctrl K các bạn, Ctrl K, ở trên máy Mac là Command K, Command K thì chúng ta sẽ được phép viết cái hợp âm ở trên đó. Đoạn này không cần phải viết hợp âm vào. Pha trưởng. Cái này có hợp âm rồi, không cần phải viết nữa. Okay. Nghe lại nha, ta nghe này. Nghe phách mạnh vào các hợp âm này các bạn, đếm nhá, 1 2 3 4 5 6. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 đó. 1 6 8 slow lắm. Đây là đoạn intro. Thấy chưa? Cái hợp âm đấy các bạn xem chưa? Chúng ta có thể tập đến đây thôi cũng được, đến chỗ này rồi đến cái hợp âm này cũng được, đoạn sau thì mình viết gọi là cho nó có cái hợp âm thôi chứ nó chưa chi tiết. Cái câu này you are the reason là cái câu này đúng không? Thì mình chưa viết nó kỹ lắm thì chúng ta chỉ được viết ở đây. Nếu các bạn muốn bản full thì báo mình sẽ cho các bạn bản full nhé, mình sẽ soạn tiếp bản full, mình có sẽ chia sẻ cách soạn với các bạn trên soạn nhạc trên cái này. Kiến thức để soạn được cái này chúng ta phải có, chắc chắn là phải có kiến thức nhạc lý các bạn nhé, phải đọc được nốt nhạc và biết được các tiết tấu dạng này, ở đây đen đơn trắng này thì ta mới biết được nhé. Đây gọi là ghi âm lại, tớ gọi là gì nhỉ, ký âm ấy. Okay. Rồi các bạn nào muốn học ký âm chuyên sâu báo mình nhé, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn free luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại.